Với những ai đam mê trái bóng tròn, Messi là cái tên không còn xa lạ gì. Đó là cầu thủ nổi tiếng có 102 trong làng bóng đá thế giới, với những đường bóng lắc léo, điệu nghệ, là tay săn bàn số 1. Tình yêu đối với trái bóng tròn của Messi có từ lúc còn nhỏ. Tài năng của anh đã được Barcelona phát hiện và tạo cơ hội phát triển. Năm 2021, anh chính thức rời đội bóng Tây Ban Nha để chuyển tới Paris Saint-Germain. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ thuật chơi bóng của mình, hãy cùng chúng tôi phân tích kỹ thuật bóng đá của Messi. Tâm điểm sự chú ý được đổ dồn vào Messi khi anh có bóng. Cầu thủ Argentina bấm bóng tinh tế để Neymar khống chế bằng chân phải rồi xúc chân trái tung lưới press mở tỷ số cho PSG. Ngày 22 tháng 8, Kylian Mbappe chỉ mất 8 giây để mở tỷ số ở trận thắng đậm 7-1 của PSG trước Lille tại Ligue 1. Đó cũng là bàn thắng nhanh nhất Ligue 1 trong vòng 30 năm qua. Chỉ 3 đường chuyền sau tiếng còi khai cuộc, Lionel Messi đã rót một đường bóng hoàn hảo từ giữa sân, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự 4 người của Lille và vào đúng tầm lao xuống của ngôi sao người Pháp. Và pha phối hợp này đã được kết thúc hoàn hảo bằng cú lốp bóng nhẹ nhàng nhưng điệu nghệ của Kylian Mbappe qua đầu thủ môn Leo Jardim đang lao ra hỗ trợ đồng đội. Các cầu thủ PSG đã ăn mừng như điên với bàn thắng quá giàu cảm xúc này và nó đã tiếp thêm sự hưng phấn để họ vùi dập Lille trong phần còn lại của trận đấu. Đây cũng là một tình huống quan sát rất tốt của Messi. Hậu vệ PSG căng ngang vào trong vòng cấm, nhận thấy Neymar có khoảng trống phía sau, anh đã quyết định nhả bóng cho đồng đội. Cầu thủ Brazil đã không bỏ qua món quà mà đồng đội trao cho để ghi bàn. Messi đã có pha đỡ bước một không tốt, tuy nhiên anh vẫn bình tĩnh khống chế bóng quan sát. Nhận thấy Mbappe di chuyển, số 30 của Paris Saint-Germain đưa ra đường chuyền sâu kim hậu vệ dọn cổ để Mbappe dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số. Messi có bóng trong vòng cấm cùng với sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ. Chỉ bằng một pha ngoặt bóng cơ bản, anh đã loại bỏ được hậu vệ này. Mbappe tiếp tục là người được hưởng lợi sau pha kiến tạo của Messi. Với các thông số ghi bàn và kiến tạo này của bộ ba MNM, cho thấy mùa này bộ ba siêu tấn công của PSG đã thực sự vào guồng và sẽ là hàng công đáng sợ nhất cho mọi hàng thủ. Nhận bóng từ khu vực giữa sân, Messi thoải mái đi bóng sọc thẳng vào trung lộ của Nantes. Chờ đợi hậu vệ dâng lên, anh đã chuyền bóng cho Mbappe bắn lên tung cú sút tung lưới đối thủ. Nhận bóng ở trước khu vực vòng cấm, trong không gian hẹp, anh nhanh chóng chuyền quả bóng cho Neymar trong vòng cấm, thêm một kiến tạo cho cầu thủ Argentina. Neymar đã có cơ hội ghi bàn cho riêng mình. Anh và Messi, Kimpembe có một pha phối hợp ăn ý từ cánh trái. Siêu sao số 30 chuyền một chạm cho đàn em bắn vào đỡ ngực dứt điểm. Trong trận đấu với Montpellier, cầu thủ Argentina đã tung ra vô số đường chuyền sắc nét. Với chất lượng cầu thủ vượt trội, đội đương kim vô địch không quá khó khăn trong việc chiếm lĩnh thế trận. Nếu chắc chiêu hơn thì Neymar và Mbappe đã có thể ghi thêm những bàn thắng.
Từ pha chọc khe rất hay của Messi, Neymar thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ thành của Gamba Osaka, nâng tỷ số trận đấu lên cho PSG. Neymar giật gót cho Messi. Cầu thủ số 30 xoay sở trong không gian hẹp, tinh tế sâu kim được hậu vệ, đặt Mbappe vào tình huống thuận lợi. Messi cũng tạt bóng rất giỏi, có bóng trong chân ở hành lang cánh phải, anh tạt bóng như đặt vào đầu của đội trưởng Kimpembe. Chỉ tiếc đó không phải là một bàn thắng. Nhiều người đã phấn khích khi nhìn thấy Messi chuyền bóng một chạm tinh tế ở pha bóng này. Nhận thấy đồng đội đã di chuyển, Messi ngay lập tức chuyền bóng để phá bẫy việt vị. Một mình Messi trong pha bóng này xoay sở trong vòng vây đối thủ, rồi vượt qua hai cầu thủ đeo bám. Chưa dừng lại ở đó, anh còn thực hiện luôn pha chọc khe cho Joan Bernat băng xuống đầy tốc độ. Messi sở hữu nhiều kỹ năng đá bóng tuyệt vời mà bất cứ cầu thủ nào cũng ao ước. Anh là thiên tài có 102 trong làng bóng đá thế giới, được tất cả mọi người thừa nhận. Sự nghiệp của Messi gắn liền với nhiều kỷ lục đáng nể. Anh được đánh giá là một trong số ít những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và hiện là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Giải thưởng anh nhận được trong thời gian qua là minh chứng hùng hồn cho tài năng của anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.